Các lực lượng Mỹ và Canada đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm tàu ngầm mất tích trong hành trình tham quan xác tàu Titanic nằm ở độ sâu 3.800m dưới đáy đại dương. Trong số 5 người có mặt trên tàu, có tới 3 doanh nhân tỷ phú. Ba doanh nhân tỷ phú mắc kẹt trên tàu Titan gồm CEO OceanGate Stockton Rush, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Action Aviation Hamish Harding, Phó Chủ tịch Tập đoàn Engel người Pakistan Shahzada Daud. Trong đó, ông Hamish Harding, 58 tuổi, là doanh nhân người Anh sống ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, chủ tịch lâu năm của Action Aviation, công ty môi giới máy bay quốc tế có trụ sở tại Dubai. Ông Harding hiện sở hữu khối tài sản khoảng 1 tỷ đô la. Trên mạng xã hội, tỷ phú Anh tự mô tả mình là người đam mê khám phá thế giới. Ông đang giữ kỷ lục Guinness Thế giới là người bay vòng quanh trái đất qua Bắc Cực và Nam Cực bằng máy bay nhanh nhất trong 46 giờ 40 phút 22 giây. Trước chuyến lặn lần này, ông Hạt Đình từng tham gia sứ mệnh Blue Origin, khám phá vũ trụ bằng tên lửa New Shepard của tỷ phú Jeff Bezos hồi tháng 6 năm 2022. Doanh nhân Pakistan Shazada Daoud, 48 tuổi, là phó chủ tịch của Engro Corporation, một trong những tập đoàn đa lĩnh vực lớn nhất Pakistan, trong đó có lĩnh vực sản xuất phân bón, năng lượng và công nghệ số. Ông còn là ủy viên quản trị của SETI, viện nghiên cứu có trụ sở tại California, Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực khám phá không gian, Ông Daoud sống tại Anh cùng vợ và hai con. Ông Stockton Rush, 61 tuổi, người Mỹ, là giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập của Ocean Gate Expeditions, công ty chuyên vận hành và cung cấp dịch vụ thám hiểm đại dương, trong đó có dịch vụ tham quan xác tàu Titanic với giá 250.000 đô la trong một chuyến đi, theo đơn giá hồi năm ngoái. Ông còn là nhà sáng lập và thành viên hội đồng tín thác của tổ chức phi lợi nhuận Ocean Gate Foundation, hoạt động với mục tiêu thúc đẩy công nghệ hàng hải mới nổi để khám phá hơn nữa khoa học lịch sử và khảo cổ học biển. Tàu lặn Titan thuộc sở hữu của Ocean Gate đã mất hoàn toàn liên lạc chỉ sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ trên hành trình lặn xuống đáy đại dương để tham quan xác tàu Titanic hôm 18 tháng 6. Ngoài ba tỷ phú vừa nêu, trong danh sách còn có con trai của tỷ phú Pakistan và nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới người Pháp đã có kinh nghiệm lặn thám hiểm tàu Titanic tới 35 lần.